Chuyển cảnh ở biệt thự. Thục Nhiên, những gì tớ nói đều là thật, đúng thật là Diệp thần. Tuy khí chất thay đổi nhưng vẻ ngoài rất giống và lại còn cùng tên. Ồ, phải không? Cậu ấy về rồi. Thẩm Hải Hoa tôi từng giao thiệp qua, người này rất lão luyện cũng rất sĩ diện. Muốn để hắn cúi người với một thanh niên, đối phương phải có địa vị rất cao hoặc có thực lực cực mạnh. Không phải chứ? Vậy không phải tớ chết chắc rồi. Phế vật năm đó cho dù còn sống cũng chỉ trở thành một tên lang thang sao có thể khiến thẩm hải hoa cúi mình đây nhưng thục nhiên lỡ lỡ hắn thực sự là diệp thần đó thì sao năm năm trước diệp ra hắn ở trước mặt sở gia tớ chỉ có thể cúi mình năm năm sau sở gia ta vẫn là sự tồn tại hắn chỉ có thể ngửa nhìn trung cư đại đô diệp thần mau nói thật cậu quen với thẩm tổng khi nào vậy lợi hại quá nhiều quần áo như vậy đều là hiệu mà ngày thường tôi không nở mua ha ha cô hài lòng là được phải rồi bên hạ nhược tuyết cậu thật sự không đi gặp sao nhưng đại tiểu thư hạ gia tỉnh giang nam quốc sắc thiên hương cậu có thể nhịn được đang yên lành nhắc cái thứ cụt hứng đó làm gì tự cô chơi đi tôi xem tv một lát hôm nay trong một căn biệt thự trong thành phố phát hiện hai thi thể nam tính trần chính quốc và trần phong và con trai của ông trần phong cảnh sát bước đầu khẳng định đây là một vụ án âm mưu giết người ác tính trần chính quốc và con trai ông ta đều chết rồi trời ạ à, mấy hôm nay tôi còn lo trần ra báo thủ không ngờ có một số người làm quá nhiều việc ác, gây thù khắp nơi, chết cũng rất bình thường. Đương nhiên là tôi làm, thật ra tôi là sát thủ cấp cao, bay nóc nhà trèo tường không gì là không được. Đừng nói bừa, lỡ bị bắt lại phải làm sao. Tên này đánh nhau còn được, giết người chắc chắn không dám. Mặc kệ cậu, tôi đi thử quần áo nha, không được nhìn lén. Hai, năm này, nói thật đều không ai tin. Tùy tiện mua một ít ở tiệm thuốc ở gần đây, miễn cưỡng đủ đêm nay tu luyện rồi. Chào buổi tối. Diệp thân chúng ta lại gặp nhau rồi người đàn bà này rất phiền phức bớt dính líu sẽ tốt hơn ngại quá cảnh sát bây giờ tôi rất bận chuyện của trần gia là cậu làm phải không diệp gia vốn nên chết diệp thần không ngờ cường giả như cậu lại là người năm đó phế vật diệp gia chưa nói hết câu đã bị diệp ca tóm lấy cổ cô muốn nói điều gì nói sao mình cũng luyện qua chút cổ võ ở trước mặt hắn lại không dám phản kháng có có vài chuyện nhất thời không nói rõ được tôi tôi chỉ muốn ăn cơm với cậu không cần đâu chủ nhà sẽ ăn cơm cùng tôi với tuổi của cậu ấy sớm đã qua thời gian tốt nhất để tu luyện cổ võ cho dù năm năm nay cậu ta liều mạng tu luyện cũng không thể nào mạnh như vậy năm năm cậu ta rốt cuộc đã trải qua chuyện gì chuyển cảnh ở trung cư đại đô nhân lúc tôn di ngủ mượn lò vi sóng của cô ấy để luyện đan khó dùng quá sớm biết nên mang lò luyện đan của lão già đến chỉ thành công năm viên sao nhưng dùng để chữa trị thẩm hải hoa thì dư thừa rồi trung cư đại đô sáng hôm sau diệp thần sáng sớm cậu muốn đi đâu khám bệnh cứu người có chuyện gì nhớ gọi cho tôi cả ngày cứ nói bừa hình tượng này của cậu còn kém xa bác sĩ nhưng cậu ấy có công thức chú nhan đan nói không chừng thật sự biết chút y thuật tính thời gian sắp đến ngày rỗ của diệp ra rồi chắc năm nay lại là một mình mình đi cùng tế diệp ra đang yên lành sao bị diệt môn chứ chú diệp rõ ràng ngay thẳng như vậy diệp thần cũng rất lương thiện hai anh em cậu nói tiểu mỹ nhân đó đang chờ đàn ông hay là đàn bà Đương nhiên chờ bạn thân. Như loại đại tiểu thư có tiền này, sẽ chờ đàn ông. Nếu là mỹ nữ bị bao nuôi, phần lớn đều sẽ po chờ. Người lái BMG chắc chắn cường thế, sẽ không vì đàn ông ủy khuất mình. Oa, à, anh em phân tích có lý. Tôi cảm thấy cậu phân tích sai rồi. Sao anh em nói vậy? Nói kỹ hơn đi. Tôi chỉ biết cô ấy sẽ không ở đây chờ hai vị. Tôi là thần tình yêu công lực mấy trăm thiếu nữ xinh đẹp game. Xem thường tôi, có biết anh đây người xưng ngự nữ tiểu hoàng tử không? cậu lại là ai cậu rốt cuộc có mưu đồ gì tôi đúng là không hiểu đàn bà nhưng ít nhất tôi biết cô gái đó đang chờ tôi chờ cậu muốn cô gái cũng phải soi gương đẹp trai như tôi còn không dám lên chào hỏi người ta mỹ nữ lái xe sang ở đây chờ một tên như cậu cười chết tôi rồi ông diệp cậu họ diệp không phải tôi họ ngưu ông diệp cuối cùng ông cũng đến rồi tôi chờ ông lâu lắm rồi chẳng lẽ chờ được ông rồi ngại quá đến muộn rồi hai người đó là bạn ông Diệp sao? Không quen, hình như gọi cái gì tình thánh cái gì hoàng tử. Ái, ông Diệp phải cẩn thận nha, gần đây có rất nhiều người kỳ lạ ra vào. Trong nhà thẩm gia, ông Diệp thật sự chỉ cần uống thuốc này là có thể khỏi. Không cần châm cứu, hoặc thuốc gì khác sao. Phẫu thuật cũng được, lão thẩm chúng tôi chịu được, ăn thẳng, năm viên cùng nuốt xuống. Ông ấy liền bỏ đan dược vào miệng nuốt trọng. Cơ thể liền có dị biến. Tác dụng của đan dược liền phát tác, người vợ bên cạnh hốt hoảng gọi tên chồng lúc nuốt xuống hương thuốc nồng đậm nổ ra trong cơ thể toàn thân như bị một dòng chảy ấm áp bao quanh thoải mái trước nay chưa từng có cảm giác này thậm chí mãnh liệt hơn cả sinh mạng giao hòa chẳng lẽ uống thuốc hưng phấn chồng đừng nói bừa ông diệp ân cứu mạng của ông thẩm hải hoa muôn đời không quên đây là tiền chữa bệnh một tỷ mong ông nhận lấy lấy tiền cứu người giao dịch mà thôi không cần cảm ơn tôi thẩm mổ ở bên cạnh trung cư đại đô có một căn nhà để chống cũng lãng phí. Đây là chìa khóa, mong ông Diệp nhận cho, mong ông Diệp nể mặt ăn bữa cơm với thẩm mổ. Nhà mình quả thật có chút tác dụng, tiện thể dược liệu, ăn cơm thì. Chờ đã, nếu thẩm hải hoa là người trong vòng thương nghiệp, chắc chắn sẽ biết rất nhiều tình báo kinh doanh, chẳng hạn như Tập đoàn Thiên Chính Tập đoàn Thiên Chính, vốn do một tay cha mình sáng lập, là tâm huyết cả đời của ông, sau khi Diệp ra xảy ra chuyện bị người ta chiếm đi. Mình từng hỏi thăm tung tích của tập đoàn Thiên Chính, nhưng không điều tra được bất kỳ thông tin gì nếu là thẩm hải hoa nói không chừng biết rõ nhà tôi ở rồi còn về ăn cơm tôi mời ông địa điểm tôi định thời gian vào tối mai ông có rảnh không có rảnh có thể được ông diệp mời là vinh dự của tôi nhất định đến được mai gặp hậu viện nhân đắc đường bên trong là thuốc mà châu nhân đắc đã chuẩn bị cho diệp ca ông diệp ông đến rồi số dược liệu này vừa mới vận chuyển đến rất tươi dược lực rất tốt không tệ bất luận là năm hay độ tươi đều tốt hơn tôi nghĩ Châu Đắc Nhân có chút bản lĩnh. Tính tiền đi. Ông Diệp, tuy rất muốn tặng ông, nhưng chắc ông không đồng ý, chúng tôi thu giá vốn 500 vạn. Theo như điều tra về thị trường thuốc bắc của mình mấy ngày nay, đây nào phải giá vốn. Số thuốc này ít nhất đáng hơn ngàn vạn. Nhân tình này cho ông ta trả đi, không nên thiếu người ta. Vậy thì tôi chấp nhận ý tốt của ông, phải rồi, cháu gái ông đâu. Hôm nay sao không thấy? Tử tuyên sao? Hôm nay theo sư phụ nó đi leo núi rồi, muộn một chút mới về vốn ta còn muốn để từ tuyên đến kính trả tạ lỗi với ông diệp cái đó thì không cần cái này ông cầm lấy chờ cháu gái ông về đưa tấm giấy này cho cô ấy nếu cô ấy nhìn không hiểu thì đưa cho sư phụ cô ấy cái này đối với cô ấy rất quan trọng được tôi nhất định chuyển giao ông diệp đây là đang trả nhân tình của mình sao tấm giấy này rốt cuộc là gì đúng rồi lão châu có một chuyện hỏi thăm ông ông có biết giang thành chỗ nào có thể mua được lò luyện đan không lò luyện đan đúng là khó dùng diệp Ông Diệp, ông, chẳng lẽ ông biết luyện đan? Trong truyền thuyết luyện đan sư Hoa Hạ sớm đã biến mất hơn ngàn năm. Tuy trên thị trường lưu truyền một số đan dược, nhưng đều là ngàn năm trước để lại, vô cùng trân quý. Có một số thậm chí có thể bán đến mất tỷ, hoàn toàn là hàng vô giá. Trong hiện thực, luyện đan sư chắc chắn còn có, nhưng số lượng tuyệt đối hiếm. Bất kỳ một gia tộc cổ võ Hoa Hạ nào, chỉ cần có một luyện đan sư tương trợ, không đến 3 năm sẽ có thể trưởng thành thành gia tộc đứng đầu Hoa Hạ. Ông hạ mua nhiều thuốc như vậy chẳng lẽ là dùng để luyện đan nếu thật là vậy giá trị của hắn vượt xa tưởng tượng của ta lão châu đùa gì vậy tôi sao có thể biết luyện đan chỉ là thích trò luyện đan sưu tầm mà thôi vậy à nếu ông diệp thật sự thấy hứng thú năm ngày sau có thể cùng chúng tôi tham gia một hội đấu giá lớn chỗ đó chắc sẽ có một cái hội đấu giá sao được đến lúc đó liên lạc tôi đi trước thuốc lát nữa đưa đến trung cư đại đô là được ông chúng con về rồi tử tuyên hôm nay không gây phiền phức cho sư phụ con chứ ha 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 gì chứ ông cứ nói bừa con giống loại người đó sao hừ lần trước con đắc tội diệp thần ta bảo con hôm nay ở lại xin lỗi cậu ấy con thì hay sáng sớm đã chạy rồi hừ diệp thần diệp thần cả ngày cứ nhắc cậu ta sư phụ con lợi hại hơn cậu ta nhiều có thể một trưởng cách không đánh gãy một cây lớn ha ha tử tuyên không được nói bừa nhân ngoại hữu nhân thiết nghĩ ông diệp đó chắc chắn có chỗ nào đó hơn người lười lý luận với con đây là diệp thần bảo ta giao cho con nó có ích cho con cho con viết gì vậy con không hiểu chữ còn xấu không xem đâu đứa bé này tấm giấy này có ích cho tử tuyên đây tấm giấy này cao nhân tuyệt đối ra từ tay cao nhân lão châu mau mau để tôi gặp vị cao nhân này cậu ta đối với tôi và tử tuyên đều có ân lớn sao vậy lão tần trên đó rốt cuộc viết gì sư phụ tên diệp thần đó không phải muốn hại con đấy chứ ông có điều không biết Hắn hốt hoảng về tài nghệ của Diệp ca. Công pháp tôi và Tử Tuyên luyện tên là Thất Dương Tâm Pháp, là lúc tôi còn trẻ tình cờ có được, nhưng lại là công pháp khiếm khuyết. Lúc mới bắt đầu luyện quả thật khiến công lực tôi tăng lớn, cảnh giới tiến bộ nhanh. Nhưng càng luyện đến phía sau thì phát hiện vấn đề càng lớn, thậm chí có ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Thì ra là vậy, chả trách mấy nay con tu luyện luôn có một cảm giác không thoải mái. Chẳng lẽ là công pháp khiếm khuyết phản xạ? Tử Tuyên con không cần sợ, công pháp của con chỉ vì để con có một kỹ năng phòng thân tu vi của con còn không sâu ảnh hưởng không lớn ngược lại là ta còn tu luyện nữa rất có thể lục phủ ngũ tạng thoái hóa mà chết trừ phi tự phế tu vi vậy phải làm sao lão tần trước giờ bảo vệ bình an của châu gia một khi ông ấy xảy ra chuyện châu gia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ha ha đó chỉ là lúc trước nay trên tấm giấy này lại bổ sung đầy đủ công pháp đúng là một tay thần từ nay về sau sẽ không bị phản xạ nữa ha 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 tử tuyên chúng ta gặp được quý nhân rồi ha ha quý Quý nhân, ngay cả sư phụ cũng nói vậy. Diệp thần, cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trung cư đại đô, khu biệt thự. Vốn tưởng thẩm hải hoa chỉ tặng tôi một căn nhà. Không ngờ là một căn lớn như vậy. Diệp ca đi khảo sát ngôi nhà. Không tệ không tệ. Vật dụng cũng đầy đủ, tên đó khá có lòng, đỡ mình phải chuẩn bị. Nhưng nhà lớn như vậy, một mình mình ở trong hơi cô đơn. Nếu tôn di ở đây thì hay rồi. Alo, ba, Diệp Thành, tôi có việc phải về quê một chuyến, tôi chắc không về nữa hơi lo cho nhà đầu đó. Năm đó nhà của tôi tuy nhỏ hơn chỗ này một chút, nhưng tốt ở chỗ cả nhà hòa thuận, luôn rất náo nhiệt. Bây giờ chỉ còn lại mình tôi. Ngày mai là ngày rỗ của cha mẹ. Cha mẹ, thù của hai người con nhất định sẽ báo. Con bò từ trong cái chết ra, tỏa sáng trong đêm. Chỉ vì chính tay mang đầu của tên đàn ông đó đến trước mộ của hai người. Diệp thần tôi sẽ có một ngày khiến Giang Thành rung động, khiến đại địa hoa hạ này thần phục. Đinh, thuốc đến rồi lão già này cũng thật là nhanh tay quá đi. May nhờ có tòa lầu nhỏ này, nếu không, nhiều thuốc như vậy sẽ không có chỗ để. Ông Diệp, thuốc tôi đã đưa đến rồi, ông Diệp còn cần gì cứ việc nói. Không cần đâu, lão Châu, người này, là cổ võ giả. Ông Diệp, chào ông. Các ông đích thân giao một chuyến này đã vất vả rồi. Các vị mời vào trong. Nói ra thì vị này là, ồ, bịch, bỉ bị nhân tần viễn minh, đa tạ ơn cứu mạng của Diệp Tông Sư. Sư phụ quỳ hắn. Không giấu gì người, ta là sư phụ của tử tuyên người sửa thất dương tâm pháp không những khiến ta đột phá trở ngại còn tránh đi nguy hiểm phản xạ từ nay về sau ngươi chính là ân nhân của tần viễn minh ta đó đều là chuyện nhỏ nhưng có một điểm ta rất tò mò tại sao ngươi lại xưng ta là tông sư tông sư lợi hại làm sao a à, thân là võ đạo tông sư lại không biết tông sư có hàm ý gì hắn đúng là cường giả chân khí ngoại phóng chia cảnh giới là nhập môn của toàn bộ cổ võ giả khụ khụ ta vừa mới xuống núi không lâu không rõ về cách phân chia của võ học hoa hạ mong chỉ điểm thì ra là vậy nếu diệp tông sư ở trong núi thiểm tu không nhập thế đúng là rất có thể không biết ta to gan nói với diệp tông sư trong thế hệ võ đạo hoa hạ ngoại kình nội kình bán bộ hóa cảnh hóa cảnh tông sư bốn tầng cấp mỗi tầng cấp lại chia làm tiểu thành đại thành đỉnh phong ba giai đoạn như tử tuyên nằm trong giai đoạn vừa bước vào nội kình mà diệp tông sư người tuyệt đối là hóa cảnh tông sư mà vô số cường giả võ đạo ngưỡng mộ phân chia cảnh giới này khác với cái mà lão già nói với mình nhưng cũng bình thường công pháp mình tu luyện và công pháp võ đạo bề mặt của hoa hạ cũng không nằm trong cùng một cấp bậc túy thể cảnh khai nguyên cảnh khí động cảnh ly hợp cảnh chân nguyên cảnh thần du cảnh mỗi cảnh giới chia làm 9 tầng đương nhiên sau du thần cảnh còn cảnh giới đáng sợ hơn nhiều chỉ là hiện giờ mình chưa tiếp xúc được hiện tại mình ở khai nguyên cảnh tầng 5, theo cách nói của tần viễn minh võ đạo tông sư của hoa hạ chắc ở giữa khai nguyên cảnh và khí động cảnh mạnh hơn không ít so với tưởng tượng của mình tông sư hoa hạ nhiều không không biết cái người ở kinh thành có cảnh giới gì tông sư hoặc trên tông sư số lượng cụ thể ta cũng không biết nhưng có thể khẳng định phần lớn tông sư đều có gia tộc với hoa hạ tuy bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật pháp chế nhưng người thật sự nắm giữ quyền lợi bên cạnh đều có cường giả võ đạo giống như tứ đại gia tộc giang thành từ mạnh đến yếu chia làm sở gia triệu gia lục gia trần gia trong đó cho dù là trần gia yếu nhất lão gia tử ở ngoài ẩn thế tu luyện đều là một tông sư đáng tiếc mấy hôm trước trần gia không biết bị ai tiêu diệt đã bị đá khỏi tứ đại gia tộc do vạn gia thay thế chính quốc trước khi chết đã dùng lão gia tử nhà hắn uy hiếp không biết lão gia tử đó khi nào về trong các gia tộc khác khiến mình ấn tượng sâu sắc nhất chính là sở thục nhiên năm đó nếu không phải sự sỉ nhục của cô ta mình cũng sẽ không thất bại hoàn toàn bị đặt cho một danh hiệu phế vật sở thục nhiên lần này về ta phải để cô hiểu ai mới là sự tồn tại cao không với tới được Sắc khí trên người diệp tông sư sao lại đáng sợ như vậy trên tay hắn rốt cuộc nhuốm bao nhiêu máu tươi mới có thể ở tuổi này luyện ra bản lĩnh như vậy nhà đầu tôn gì đó rốt cuộc làm chuyện gì rồi gọi mấy cuộc cũng không nghe máy chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì ngày mai còn không có tin tức thì nghĩ cách tìm cô ấy đi ục nói chung tìm một quán cơm ăn tối trước quán hải sản ngô quán này là quán ăn của nhà người anh em tốt lúc còn đi học của mình uông vũ hằng mùi vị rất tuyệt, lúc đi học thường ăn. Cách nhiều năm, không ngờ còn mở, năm đó chính vì thường đi ăn mới quen với Uông Vũ Hằng. Cho dù là lúc mình xa sút nhất, cậu ấy cũng kiên trì đứng về phía mình. Ý, năm đó chỗ này kinh doanh rất được, sao bây giờ ngay cả một người cũng không có. Chú Uông, cho con mấy sâu đồ nướng đặc biệt. Thêm một chai nước ngọt. Ngại quá tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ, cái đó, hôm nay chúng tôi phải dọn rồi, cậu đến nhà khác ăn đi. Dì Trương, hôm nay chúng tôi phải dọn nhà, nếu có cơ hội có thể đến cửa hàng mới của chúng tôi ủng hộ cửa hàng xưa mười mấy năm sắp đổi chỗ bị thương rồi hình như là bị người đánh bỏ đi đừng đuổi khách nữa nhưng chồng dĩa này tặng cho cậu tiểu huynh đệ nếu cậu muốn làm vị khách cuối cùng này của chúng tôi vậy thì chú thuận theo ý cậu chú uông cũng bị thương rồi chú uông và dì trương rất ân ái không thể nào là bạo lực gia đình ăn xong thì đi đi chúng tôi cũng không thu tiền của cậu nữa ồ nhưng cậu phải ăn nhanh một chút nhất định phải nhanh Mùi vị này, mùi lúc còn nhỏ Đang định nến thử món ăn thì ở đằng sau có một cái ghế từ đầu phóng tới Diệp ca liền đứng dậy đánh tan chiếc ghế ra làm hai Rô, người anh em này thân thủ không tệ Nhưng hôm nay lão tử không tìm ngươi, cửa hàng này đã đóng cửa rồi Mau cút cho lão tử, hổ ra, lão uông à Không ngoan ngoãn nộp tiền bảo kê cho bọn ta, còn dám tiếp khách Cửa hàng này của ông có phải không muốn nữa không? Hổ ra, bỏ qua cho chúng tôi đi Bỏ qua cho chúng tôi đi, làm ăn nhỏ không chịu nổi dày vò ha ha, đừng tưởng tôi không biết gì cả. Muốn chạy phải không? Chỗ mới của các người tôi sớm đã hỏi thăm rõ ràng rồi. Ngày mai không đưa 5 vạn tiền bảo kê đến, đập luôn cả cửa hàng mới của ông. Ha ha ha, trong 24 giờ không giao tiền, lão tử cắt đứt đường sống của các ngươi. Người anh em bên này, lão tử làm xong việc chính rồi, cậu có thể không cút nữa. Ha ha ha, ta để các ngươi đi chưa? Ngươi đang nói chuyện với ta. Không nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ là đang nói chuyện với chó? biết ta là ai không tiểu tử thối hắn liền bị ăn một tát dằn mặt liên quan gì đến ta hổ ca lão đại tốc độ nhanh quá thậm chí không nhìn rõ hắn làm sao ra tay hổ ra đã được không vậy một bà tai đã ngã rồi mẹ nó đi chết đi tiểu tử thối hắn liền tấn công diệp ca liền cho hắn ăn một cú móc tất sát khiến hắn bay thẳng lên cắm đầu vào trần nhà của quán ăn hổ ra khoa trương quá rồi ê mấy tên bên đó nếu còn dám đến sinh sự diệp thần ta đảm bảo lần sau sẽ không ra tay nhẹ như vậy nữa sao quỳ xuống hết rồi đại gia tha mạng bọn tôi không dám nữa sau đó thì sao xin lỗi bọn tôi không dám kiếm chuyện chú uông nữa cũng xin người dơ cao đánh khẽ tha cho chúng tôi nếu để tôi nhìn thấy ông xuất hiện trên con phố này dạ dạ chúng tôi cút thật xa cút cảm ơn đại gia tha mạng bọn chúng liền bỏ chạy nói ra thì cửa hàng bị mình làm cho dối tung lên sớm biết bảo đám rác rưởi đó dọn dẹp xong mới đi là được rồi Chẳng lẽ, cháu là A thần sao? Đúng thật là cháu, A thần cháu quả nhiên còn sống, A thần, hai người nhận ra con. Tiểu tử con thiếu nhiều tiền như vậy, chú Uông sao có thể quên con chứ? A thần, đúng thật là con, con cao rồi, cũng đô rồi, gì xém chút không nhận ra. Về rồi thì tốt, về rồi thì tốt. Chú Uông, dì Trương, ừm, con về rồi. Trung cư đại đô, tôn di cô có nhà không? Gọi điện cũng không ai nghe máy, tôi vừa tìm được một quán ăn không tệ sau này cùng đàn ông cô ta liền quay ra ái cô là diệp thần cô là sao hả lúc trước vì gặp tôi ở quầy tiếp tân của công ty chúng tôi quậy một trận bây giờ thấy tôi ngược lại không nhận ra rồi sao hạ nhược tuyết sao cô lại ở đây tôn di là bạn thân của tôi lúc trước thường đến nhà cô ấy chơi vì tiện lợi cô ấy đã cho tôi chìa khóa cậu là sao sống chung với cô ấy tôi không có chỗ ở giờ cô ấy là chủ nhà của tôi đây chính là hạ nhược tuyết sao Ông lão bảo mình đến cứu cô ta, nhìn bộ dạng của cô ta khá bình thường, trông cũng không giống như có tai họa diệt vong gì. Nha đầu Tôn Di này to gan hơn mình nghĩ nhiều. Như cô thấy, Tôn Di bây giờ không có nhà, các cô có chuyện gì không thể nói ở công ty sao? Tên này xem đây là nhà mình rồi. Tôi không liên lạc được với cô ấy, chiều nay họp hội nghị lãnh đạo cũng không thấy cô ấy, cậu biết cô ấy đi đâu rồi không? Ý của cô là Tôn Di mất tích rồi. Hạ Nhược Tuyết cũng không liên lạc được chẳng lẽ tôn di thật sự xảy ra chuyện rồi chẳng lẽ bị kẻ thù của mình nhắm vào không đúng phải đi tìm cô ấy ê cậu làm gì vậy không liên quan đến cô cái gì không phải cậu muốn tìm tôi sao bây giờ tôi đến rồi cậu lại muốn đi không được đi theo tôi hả đúng thật là có bản lĩnh diệp thần dám ăn nói với tôi như vậy cậu là người đầu tiên chẳng qua là trong tay có một phương thuốc mà thôi mình từng phái thám tử điều tra qua hắn tư liệu của hắn lại là một mảng trống trơn Điều này chứng minh rằng thông tin của cậu ta được ai khác bảo mật, người bình thường không thể tra ra được. Người như cậu ta rất có ích cho tập đoàn, nhưng vì sau lại coi ta như ôn thần mà ghét bỏ. Phải nhịn, có ấm ức nữa cũng phải nhịn, mình rời khỏi hạ gia đến Giang Thành này lập nghiệp là để chứng minh bản thân, không được hành động quá cảm tính phương thuốc của cậu ta rất quan trọng. Rõ ràng cậu ta muốn tìm ta trước. Giang Thành lớn như vậy, mình không có mạng lưới tình báo riêng, một mình đi tìm Tôn Di quá miễn cưỡng. Cho dù tìm được, thời gian cũng không kịp. Vốn không muốn có quan hệ gì với hắn nữa, xem ra không thể không dùng rồi. Tòa nhà Thiểm Long, reng reng, cả thế giới người biết số này, không quá 6 người, người gì? Là tôi, nói trước, đừng thử tra số điện thoại này. Nếu để tôi phát hiện cậu sắp xếp người bên cạnh tôi, tôi sẽ hủy đi những gì tôi cho cậu, bao gồm cả tính mạng của cậu. Điều tra một người giúp tôi, cô ấy tên Tôn Di, tổng giám của tập đoàn Hoa Mỹ mất liên lạc vào 10 tiếng trước, tôi cần biết hiện tại cô ấy đang ở đâu, có nguy hiểm không, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? trong vòng 5 phút tôi muốn biết tất cả bíp diệp ca liền tắt máy ba năm ba năm tôi trông chừng chiếc điện thoại này 3 năm mỗi ngày đều mong đợi người cuối cùng cũng gọi điện cho tôi rồi điện chủ điện khụ khụ tôi đã điều tra được tin tức của tôn di 11 giờ 35 phút cô ấy rời khỏi trung cư lái xe biển số giang 180 ts vào bệnh viện nhân dân số 5 giang thành xe đến nay còn đậu ở bãi đậu xe của bệnh viện theo điều tra bên phía giang thành trưa 11 giờ 20 phút bệnh khẩn cấp cần lập tức phẫu thuật Chi phí phẫu thuật là 70 vạn. Trong thời gian đó Tôn Di gọi điện thoại cho ba người, người thứ nhất là công ty thế chấp, cô ấy bán xe với giá 5 vạn. Chỗ tôi còn điều tra được thông tin chi tiết hơn, có cần gửi cho người không? Không cần, quả nhiên đã xảy ra chuyện, nhưng biết người ở đâu thì dễ giải quyết rồi. Bệnh viện nhân dân số 5 Giang Thành. Tôn Di đang lo lắng về việc gì đó. Mình đã lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm, xe cũng bán rồi, còn thiếu 30 vạn mới đủ tiền phẫu thuật của Hạo chết ba mẹ cũng không còn cách khác sao? Cha Tôn Di tôn vĩnh quý mẹ tôn di trương vân lan tiền trong nhà cũng lấy ra hết rồi chỉ có thể tìm bác ba con mượn mấy năm nay ông ấy kinh doanh kiếm được không ít tôi đã gọi điện cho ông ấy rồi chắc sắp đến rồi quả nhiên chỉ có thể tìm nhà bác ba rồi bác ba là họ hàng có tiền nhất trong nhà mấy năm nay luôn xem thường nhà mình thật sự không muốn cầu xin ông ấy vĩnh quý hạo chiết xảy ra chuyện lớn như vậy sao bây giờ mới tìm anh bác ba thím ba cảm ơn hai người đến giúp bác ba của tôn di tôn vĩnh phúc thím ba của tôn di đồng sắc châu không ngờ mấy năm không gặp nha đầu tôn di lại xinh đẹp như vậy lúc trước thật không chú ý vĩnh phúc tình hình anh cũng biết đó bây giờ em thật sự không còn cách nào nữa phải đó vĩnh phúc cứu hạo chết đi tiền này chúng tôi bán hết nhà cửa cũng sẽ trả cho anh hai đáng tiếc nếu chuyện xảy ra sớm hơn một chút thì tốt rồi bây giờ kinh doanh không tốt anh cũng không dư tiền nhìn bộ dạng nghèo nàn này của các người trả nổi không lão tử lấy số tiền này ra chẳng phải là bỏ không sao nhưng bác ba nếu còn không vào phẫu thuật nữa hạo chết sẽ mất mạng chồng à còn nhớ lần trước ăn cơm nói gì với lý tổng không ăn cơm chẳng phải ông đùa nói muốn giới thiệu đối tượng cho đứa con trai khờ đó của lý tổng sao tôn di xinh đẹp như vậy tuyệt đối không thành vấn đề hôn sự thành rồi còn lo lý tổng không để bạc ông có thể làm sao mình không nghĩ đến chuyện này tuy đầu óc đứa con trai khờ đó của lý tổng không bình thường nhưng háo sắc tôn di tuyệt đối thích hợp Tôn Di à, con có bạn trai không? Bạn trai? Không có. Vậy thì dễ rồi. Tuy nói bác ba con làm ăn không thuận lợi, nhưng mạng của hạo chết quan trọng nhất, tiền này cũng có cách gom. Lời này của thím ba là ý gì? Thím nghe nói gần đây con trai của Lý Tổng bên xây dựng Hằng thịnh đang xem mắt. Nếu con gả vào nhà họ Lý bọn họ, đừng nói là bệnh của em trai con, sau này cả nhà họ tôn đều phải trông cậy vào con. Lấy, lấy chồng. Nếu con gả vào nhà họ Lý của họ, đừng nói là bệnh của em con, sau này cả nhà họ tôn chúng ta đều phải trông cậy vào con. Chị dâu, chị ăn nói thế nào vậy hả? Chị muốn tôi bán con gái à? Tiểu nghi năm đó nghỉ học đi làm, vì cái nhà này đã hy sinh quá nhiều, tôi không thể có lỗi với nó nữa. Đừng nói khó nghe như vậy chứ, sao lại là bán con gái chứ? Mọi thứ đều phải xem lựa chọn của tôn nghi, nói không chừng tự nó còn muốn gả thì sao? Con nghĩ đi, hạo chết mới 14 tuổi, đời người còn dài, con nhẫn tâm nhìn nó đi chết sao? Con là chị ruột của nó, nhìn nó lớn lên, người làm cha này đúng là thất bại tại sao không liều cái mạng này kiếm thêm chút tiền bây giờ để con gái tôi phải chịu khổ đây là số của nhà mình sao có phim gả vào nhà phú quý là chuyện tốt sau này nhà con sẽ không thiếu tiền nữa phải biết chi phí sau này điều trị của hạo chiết cũng là một số tiền lớn ai muốn để bạn gái tôi lấy chồng tất cả liền quay sang nhìn diệp ca diệp diệp thần nha đầu ngốc em trai bệnh tại sao lại giấu anh em cũng khách sáo với bạn trai quá rồi cậu là bạn trai của tiểu nghi sao tôi chưa từng nghe nó nhắc qua di à tính cách của tiểu nghi gì cũng biết cô ấy ngại đó mà ái nói bậy lúc nãy nó mới nói nó không có bạn trai tiểu tử cậu từ đâu đến giả danh bạn trai nó làm gì em xem bà ấy không tin còn không chứng minh cho bà ấy xem cái tên xấu xa này đến giải quyết phiền phức cho mình mình phải phối hợp tôn di liền nắm lấy áo diệp ca kéo sát lại và hôn lên má anh ấy cái gì tôi còn tưởng chỉ bạn bình thường thật sự là bạn trai à cái này chuyện này cũng quá đột ngột rồi. Tôn Di, con phải biết tiền phẫu thuật là một con số lớn, không phải người đàn ông nào cũng lấy ra được. 40 vạn đó à, lúc tôi đến tiện đường nộp rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể phẫu thuật. 40 vạn tiện tay lấy ra, khẩu khí lớn thật. Phiếu đâu, nộp phí chắc chắn sẽ cho cậu phiếu. Trời, người này khá quan tâm chi tiết, mình vội vàng đến đây làm gì có rảnh đóng tiền. Chờ đóng tiền xong, Tôn Di đã sớm đồng ý với hai con chó các ngươi rồi. Khụ khụ, tiền không đóng cho bệnh viện, mà giao cho diệp thần y tốt nhất giang thành cậu ấy sẽ chữa khỏi cho hạo chiết diệp thần y giang thành làm gì có diệp thần y sao tôi chưa từng nghe nói qua diệp thần y đó không phải là tiểu tử ngươi đó chứ người đàn bà này làm trinh thám à khó lừa thật đấy cái này đúng là tôi nếu cậu là thần y lão tử chính là thần tiên sống cậu thần y ha ha cười chết bà rồi hai người nhà của bệnh nhân xin đừng lớn tiếng làm ồn bệnh viện khâu thần y lâu quá không gặp còn nhớ tôi không? Tôi là Tôn Vĩnh Phúc, lần trước chúng ta còn ăn cơm với nhau. Diệp thần y, ông ấy không thể tin được khi thấy Diệp ca đang ở đây. Không ngờ gặp được người ở đây, lần trước ở nhà họ thẩm đúng thật là khiến khâu mổ mở rộng tầm mắt. Tiểu tử đó, bạn trai của tiểu di thật sự là. Thần y, tất cả đều ngạc nhiên. Đây là ai ấy nhỉ? À, là tiểu khâu à? Tiểu khâu, chúng ta từng gặp nhau ở đâu nhỉ? a, à, cái này, là tôi, lần trước ở nhà họ thẩm thần, thần y. Tại sao lúc trước tiểu di không nói với chúng ta? Thì ra ông không phải kẻ lừa gạt, tôi còn tưởng ông là dung y chỉ biết lừa người có tiền. Khâu thần y, ông không phải đang đùa đấy chứ? Một tiểu tử nghèo như vậy, xứng được ông gọi là thần y. Nhìn sao cũng là một tên lừa gạt. Khâu thần y chỉ khách sáo mấy câu, tiểu tử này lại không nể mặt như vậy, lần này tiêu rồi. Ông Diệp, vị này là Một người lạ ồn ào mà thôi, bảo vệ hai người này bắt đầu từ lúc nãy đã ồn ào quấy dày đến việc điều trị của các bệnh nhân khác tôi nghi ngờ hai người này chắc nhiễm bệnh dại đề phòng virus lây lan tôi khiến nghị đem hai bệnh nhân này tiến hành phong tỏa theo chủ nghĩa nhân đạo thả lão nương xuống khâu thần y đừng mà không ngờ y thuật của ông tầm thường thủ đoạn chơi người khá là ác nhỉ để diệp thần y xem trò cười rồi ai bảo họ dám bất kính với diệp thần y diệp thần phiên cậu xin giúp chúng tôi đi tiền phẫu thuật chúng tôi nhất định sẽ bù thêm chị của tôn hạo chết lại là lát nữa chuẩn bị bệnh án của bệnh nhân tên tôn hạo chiết phẫu thuật của cậu ấy tôi đích thân phụ trách dạ thầy khâu diệp thần y ông xem xử lý như vậy có được không cảm ơn bác sĩ khâu làm rất tốt sau này phẫu thuật của hạo chiết do ông làm sao có giải quyết được không bác sĩ diệp xin hãy yên tâm tôi đích thân cầm dao tuyệt đối không thành vấn đề đây là một bộ thủ pháp dùng kim nhập môn có thể giúp y thuật của ông tiến bộ thêm cái gì cho ông đây là khí huyết châm thất truyền đã lâu được cậu ấy chỉ điểm, y thuật của mình tuyệt đối sẽ có tiến bộ lớn. À phải rồi. Còn tiền viện phí là bao nhiêu, tôi đưa ông luôn. Không được không được, tôi chủ đao còn lấy tiền gì chứ. Mọi chuyện để tôi lo. Phí phẫu thuật của hạo chết. Cứ như vậy giải quyết rồi sao? Bạn trai của Tiểu Di rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiểu Di con về trước đi. Bên này có ba mẹ rồi. Ừm được, phải rồi, ba có một chuyện phải dặn con. Tuy con và Diệp Thần là quan hệ trai gái, nhưng ở chung sẽ có nhiều điều bất tiện chỉ cần chưa kết hôn làm việc nhất định phải chú ý biện pháp phòng hộ ái cô ấy đỏ mặt liền quát ba của mình ba ba nói bừa gì vậy ha ha không ngờ tư tưởng của ba cô cởi mở như vậy sao cậu có thể nghe lén người khác nói chuyện ai bảo thính lực của tôi tốt chứ hừ cớ của cậu nhiều thật chúng ta ngồi xe về đi tiêu rồi xe của tôi cầm rồi ngày mai tôi xin nghỉ đi xem thử có thể chuộc về không ồ chìa khóa xe của cô chẳng phải làm rơi ở chỗ tôi sao đem cầm hồi nào vậy đây, đây là chìa khóa xe của tôi, ngay cả móc khóa cũng giống nhau. Chẳng lẽ cậu? Lúc công ty cầm đồ lái xe đi, đúng lúc bị tôi nhìn thấy, là bạn trai nhất thời của cô, đương nhiên tới lấy lại rồi, nhớ, lần sau đừng làm mất nữa. Tôn Di liền chạy tới ôm Diệp Ca. Cảm ơn, cảm ơn cậu. Diệp Ca cũng ôm cô ấy vào lòng. Người nên nói cảm ơn nhất. Thật ra là tôi. Diệp Ca cùng Tôn Di trở về nhà. Diệp Thành có một điểm tôi rất tò mò, tại sao cậu lại giúp tôi như vậy? tại sao phải cảm ơn tôi chỉ vì tôi giữ cậu ở nhà tôi có lẽ ngày mai cô sẽ biết ngày mai cậu lại đang dở trò gì vậy ha ha xin hãy chờ xem diệp thành tôi bỗng nhiên cảm thấy lạnh quá điều hòa trong xe hỏng rồi sao đây là sát khí đừng hỏi tại sao tiếp theo mỗi câu mỗi chữ tôi nói cô đều phải nghe cho rõ diệp thành cậu muốn làm gì thứ nhất sau khi tôi xuống xe cô lập tức tăng hết tốc lực về trung cư tuyệt đối đừng dừng xe nhớ lấy bất luận nghe thấy âm thanh gì nhìn thấy hình ảnh gì cũng đừng dừng lại chỉ việc chạy về được thứ hai sau khi cô đến nhà lập tức lấy điện thoại của tôi trốn vào trong phòng tôi thứ ba dùng điện thoại của tôi gọi số điện thoại gần nhất trong danh bạ sau khi bắt máy cô yêu cầu hắn trong nửa tiếng phái người mạnh nhất đến nhà cô nếu trong nửa tiếng có bất kỳ người nào phá cửa vào cô đừng phản kháng ngoan ngoãn đầu hàng chờ tôi đến cứu cô sau khi xuống xe tôn di lập tức tăng tốc phóng nhanh về trung cư chiến đấu của cường giả võ đạo người thường vốn không thể chịu được tôn di ở bên cạnh mình chỉ nguy hiểm hơn xem ra đơn đả độc đấu vẫn không được vẫn phải có thế lực của mình sẽ tiện hơn tiếp theo nên đón tiếp đối thủ của mình rồi tài xế này tuy luyện qua nhưng không là gì có thể gây ra uy hiếp đối với mình chỉ có hắn diệp thần cái tên này đã lâu lắm rồi năm năm rồi đã năm năm rồi không ngờ còn người diệp ra còn sống nếu ta đoán không lầm chuyện năm năm trước ở vân hồn sơn trang ông có nhúng tay hôm nay ông đến là chuẩn bị giết ta diệt khẩu sao ha 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 giết ngươi một tên phế vật như ngươi cũng xứng để ta đến diệt khẩu ngươi cũng quá xem trọng mình rồi ha 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 huỳnh khánh ra tay đi dạ ông diêu hắn ta liền tức tốc bay lại tấn công chết đi diệp ca liền né đòn một chết đi ngươi đúng là diệp ca liền cho hắn ăn một đấm rất yếu phế vật cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại vô tích sự đừng tưởng ngươi có thể chết nhẹ nhàng như hắn huyết sát tiểu tử tu luyện 5 năm đã có thành tựu như vậy để mặc cho ngươi trưởng thành sẽ như thế nào hôm nay diêu kim cốc ta phải để ngươi chết ngươi nói nhảm nhiều thật năm năm trước chính ta đã dẫn người giết cả nhà ngươi huỳnh khánh là bán bộ hóa kình vậy mà bị một đòn giết chết chứng tỏ cậu có chút bản lĩnh nhưng cũng chỉ đến đây thôi rốt cuộc ông muốn nói gì cậu đến làm chó của ta thế nào huỳnh khánh là một thuộc hạ tốt nếu hắn chết rồi thì để cậu đến thay hắn hắn đi ơ ờ, ông cũng xem trọng mình quá rồi chỉ dựa vào công phu mèo cào đó của ông. Tên họ Diêu từ lúc nào ngươi bắt đầu có? Ảo giác ta yếu hơn ngươi vậy. Đây, loại áp lực này. Vậy mà, đến thăng cấp tông sư. Đừng tưởng ngươi có thể chết nhẹ nhàng như thuộc hạ của ngươi. Không thể nào, Hoa Hạ không thể nào có tông sư trẻ như vậy. Ta tu luyện 40 năm, hao tốn vô số thiên tài địa bảo, mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới tông sư. Tay của ta đang run. Đừng đắc ý. Tuy không biết ngươi dùng tà pháp gì chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có được cảnh giới như vậy. Cho dù khoảng cách kinh nghiệm như vậy không thể bù đắp được. Ồ, khoảng cách. Hôm nay Diêu Kim Cốc ta phải lấy đầu của ngươi. Hắn tức tốc liền tấn công trực tiếp, chết đi. Hai bên tấn công qua lại, không ai chịu nhường ai. Một lúc sau, hay lắm, tiểu tử, đỡ lấy toàn bộ chiêu thức của ta, nhưng đôi tay mỏng manh đó của ngươi, còn đỡ được mấy phát, có thể gây ra vết thương ngoài da cho mình, mạnh hơn so với mình tưởng ta xem thường ngươi rồi, chẳng qua là cào tay của ta mấy cái thì sao chứ? còn cứng họng. ngón tay của ta bị gãy trong quá trình qua chiêu với hắn. khoảng cách kinh nghiệm mà ngươi nói, chỉ vậy thôi sao? diêu kim cốc. hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả máu. lại dám tấn công ta ở trên không, tự cho rằng mình nắm được phần thắng. quả nhiên vẫn còn quá trẻ. ở trên không ngươi không có chỗ để chạy, mà ta chỉ cần đem toàn bộ chân khí tập trung vào cánh tay này. sau đó, hắn đắc ý tấn công tưởng chừng đã trúng đòn ha ha tiểu tử thối gãy chân rồi xem ngươi làm sao đấu với ta giả là giả là huyễn tượng do sát khí ngưng kết thành cảnh giới cao như vậy suỵt diệp ca liền xuất hiện phía sau hắn ta sầm cũng chỉ là tiếp diêu mà thôi ta muốn gặp kẻ đã sai khiến các ngươi không hổ là tông sư đầu cưng thật đấy hắn vẫn còn động đậy không thể nào đây không thể nào trả lời câu hỏi của tôi tôi có thể suy nghĩ tha cho ông một mạng trước tiên làm sao ông biết sự tồn tại của tôi? Hiện giờ có bao nhiêu người biết? Tôi trả lời rồi, thật sự có thể bỏ qua cho tôi. Ông cảm thấy, ông cảm thấy ông còn tư cách bàn điều kiện với tôi không? Mấy hôm trước, tôi phát hiện có người thông qua kho số liệu mạng ngầm lấy thông tin của cậu khiến tôi rất tò mò, nên tôi đã phái người dựa vào hướng của kho số liệu, tìm được một vài cái clip và hình ảnh. Qua đối chiếu, tỷ lệ giống nhau của cậu và Diệp thần đã chết rất cao, tôi thích giết chết mọi uy hiếp nên đã tìm đến cậu. Dù sao thì Long gia từng dặn dò Diệp gia không được trở lại bất kỳ ai. Cái tên Long gia đó chính là người đã đoạt đi mọi thứ của mình. Tên thật của Long gia là gì? Ông ta ở đâu? Ông ta có biết tôi còn sống hay không? Hắn ta bật cười, ha ha, tên thật của Long gia, nào phải loại như ta có thể biết. Ta chỉ biết cả giới cổ võ, thậm chí là gia tộc trong kinh thành đều phải kính xưng ông ta là Long gia. Còn về sự tồn tại của cậu, cho dù ta muốn nói với ông ấy cũng không có cơ hội, ta không có tư cách biết ông ta ở đâu cho nên ông không hề có quyền hạn gặp trực tiếp long gia đúng đúng vậy vậy tại sao long gia phải tiêu diệt diệp gia ta ở vân hồ sơn trang thật sự là vì cha ta đã đắc tội ông ta ta chỉ nhớ long gia hình như đang tìm thứ gì đó mà tung tích của thứ đó lại chỉ về phía diệp gia cậu đồ chẳng lẽ là viên đá mà cha cho mình nếu muốn nói diệp gia có thứ gì có thể thu hút bọn nhân vật lớn đó e là cũng chỉ có luân hồi mộ địa trong viên đá đó ha ha cuối cùng cũng giải quyết xong rồi tiểu tử người của ta đã đến trung cư của bạn gái nhỏ của cậu rồi cậu giết ta thử xem xem thử bạn gái nhỏ của cậu còn sống được không diệp ca liền dùng chân đạp nát đầu hắn chẳng phải tôi đã nói rồi sao ông không có tư cách bàn điều kiện với tôi chuyển cảnh trung cư đại đô phải nhanh không biết có phải ảo giác của mình không cứ cảm thấy phía sau có người theo mình phải mau về nhà sau khi chạy nhanh vào nhà tôn di lo lắng cho diệp ca không được con chưa thể nghỉ ngơi phải mau chóng vào phòng của diệp thần còn nữa dùng điện thoại của Diệp Thần gọi điện, bíp, tôi, tôi là Tôn Di, ở tòa C nhà 1003 trung cư Đại Đô Giang Thành. Diệp Thần, Diệp Thần bảo anh trong vòng nửa tiếng phái người mạnh nhất đến, nhanh, có người phá cửa rồi. Ở trước trung cư Đại Đô, ông Diêu nói rồi, bất luận sống chết. Ra tay nhanh gọn, nếu thấy có người nhìn thấy. Toàn bộ giải quyết tại chỗ. Chào, chào ông, có người không? Tôi, tôi là Tôn Di, ở nhà số 1003 tòa C trung cư Đại Đô Giang Thành diệp thành diệp thành bảo ông trong vòng nửa tiếng phái người mạnh nhất đến đây nhanh có người đến rồi được tút sao tắt nhanh như vậy điện thoại này là cảnh sát sao bất luận là có phải cảnh sát hay không mau mau đến cứu tôi tòa nhà thiểm long là ai là ai dám động người của điện chủ chính là kẻ địch của giang nam vương ta người đâu xin hãy dặn dò lập tức đến giang thành nếu người đàn bà đó xảy ra chuyện các ngươi mang đầu đến gặp ta dạ nam giang vương chuẩn bị trực thăng ta phải đến Giang Thành trong đêm, nhưng ngày mai là lần đàm phán cuối cùng của lục đại gia tộc. Chuyện này liên quan đến cục thế của tỉnh Giang Nam. Nói với họ, lão tử không đi nữa. Nếu họ không phục, đích thân đến tòa nhà Thiểm Long tìm Diệp Lăng Thiên ta. Bọn chúng liền đạp cửa xông vào. Tìm thấy rồi, là mùi vị của đàn bà. Hi, nghĩ nữ trốn kỹ nha, đừng để ta dễ dàng tìm được. Người do ta giết. Ha ha, lão tam tên biến thái này. Ở bên trong phòng của Diệp ca. Có người đến rồi. Tôn Di phát hiện ra trận pháp phòng hộ của Diệp Ca. Đây, đây là gì? Rốt cuộc Diệp Thành đã làm gì với cái cửa này? Tìm thấy rồi. Tiểu thư, ngoan ngoãn ra đây tôi sẽ để cô chết không đau khổ. Không không không, nghe lời tôi, tôi sẽ từ từ giày vò cô. Không được giết. Hả? Tại sao? Bên chỗ tôi có một thời gian không liên lạc được với ông Diêu rồi, có thể cục thế có thay đổi. Trừ mạng của cô ta lại còn có tác dụng. Tuy nói vậy nhưng các cậu chơi một chút vẫn được. Hi hi, he he. Mỹ nữ ta đến đây. Hắn liền đạp cửa xông vào nhưng mà. Chuyện gì thế này? Chịu một đòn của ta. Cánh cửa này lại lành lặn. Cút cút cút, để ta. Không ăn cơm. Sao có thể? Trên cánh cửa này mang theo kinh khí. Đây là, ê, sao tay của cậu bốc cháy rồi? Lửa, nóng quá đi. a a a cứu tôi. Hắn ta liền bị hỏa độn chi thuật của trận pháp thiêu cháy, tử trận. Chết, chết rồi. Cánh cửa này không biết đã bị làm gì qua e là dùng sức không phá được. Nếu cứ thế mà xông vào, e là sẽ bị sát khí trên cửa nuốt chừng. Xem ra người lần này ông Diêu muốn giết không đơn giản. Vậy bây giờ phải làm sao? Cho tôi 20 giây. Nếu dùng man lực không được, vậy thì dùng công cụ mở khóa ra chẳng phải là được rồi sao? Tại sao trên người cậu lại có công cụ mở khóa? Ngầu thật, lão đại. Thân là sát thủ chuyện nghiệp, trên người mang theo công cụ mở khóa rất hợp lý. Âm thanh lúc nãy là. Có người chết rồi. Mỹ nữ, bọn chúng liền mở cửa bước vào ta đến đây lâu no, thật không ngờ là một cô nương xinh đẹp như vậy tiêu tiêu rồi chỉ vì bắt cô ta còn chết mất một anh em cô phải bù đắp bọn ta đó nha đừng đừng qua đây ê đừng chơi quá muốn người sống biết rồi biết rồi diệp thành từng nói chỉ cần bị phát hiện thì mình đầu hàng nhất định phải sống diệp thành sẽ đến cứu mình đột nhiên có một thanh phi tiêu phóng thẳng đến chúng vào đầu hắn chết ngay tại chỗ Người của Nam Giang Vương cũng dám động, muốn chết, dám giết anh em của lão tử. Lang Nam Nam Giang Vương, ta mặc kệ ngươi là ai dám đánh lén, không nói võ đức phải không? Ái, tên thứ hai liền được xử lý đẹp. Trời ạ, à, sao lại chọc phải Nam Giang Vương? Hắn là sự tồn tại đáng sợ nhất cả tỉnh Giang Nam. Trong truyền thuyết, thà chọc hết các gia tộc cao nhất tỉnh Giang Nam cũng không được đắc tội với Nam Giang Vương vương giả ngầm. Ta, ta đầu hàng, chưa kịp thương lượng hắn liền bị chém ngay lập tức. Tất cả đã xử lý xong. Được, được cứu rồi. Tôn Tiểu Thư, cô không cần lo lắng, chúng tôi là người của Diệp Tiên Sinh. Ý cậu là, Diệp Thành. Chuyển cảnh ở Thiên Đãng Sơn, Mộ Địa, 3 giờ sáng. Diệp Ca liền đem tên cổ võ đến tạ tội với cha mẹ của mình. Cha, mẹ, hôm nay là ngày rỗ của hai người. Cha Diệp Trấn Thiên, mẹ Giang Bội Dung, con trai Diệp Thần Lập, thần nhi đến thăm hai người đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một like, một subscribe và donate cho mình một ly cà phê để lấy động lực làm thêm video mới nha.